Chào các bạn, mình là Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đại Nam Sky Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu loa là đối thủ cực kỳ nặng ký với Marshall Ruben. Đó là loa Fender Monteritris đến từ nhà sản xuất Fender. Như các bạn có thấy, đây là cái cạc tông bao ở phía ngoài. Các bạn cũng thấy ha, ở trên đây nè, các bạn sẽ thấy là date là tháng 3 2022. Tức là cái lô hàng này mình nhập rất là mới nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng khui ra coi bên trong có gì nha. Tại sao mà mình lại chọn cái Fender Monteritris này là một cái đối thủ cạnh tranh rất là xứng đáng với lại Marshall Ruben? Tại vì Fender là nhà thương hiệu rất là nổi tiếng sản xuất Amply từ năm 1946 và là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ. Trong khi đó là Marshall được sản xuất năm 1962, là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Anh Quốc, và cả hai đều cùng sản xuất Amply. Và trong những năm gần đây thì hai thương hiệu sản xuất Amply này đã sản xuất những cái dòng loa portable cũng như là loa để bàn phù hợp với lại cái số đông của người dùng. Và cả hai đều có cái thiết kế khá là giống nhau, đều là những thiết kế cổ điển. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp xem coi là bên trong sẽ gồm có những gì nha. Mình sẽ để hết phụ kiện sang bên đây nha. Ok, đầu tiên là phụ kiện ha. Fender cho mình khá là nhiều cái phụ kiện, dây nối, dây nguồn phù hợp với nhiều quốc gia khác nhau, từ 3 chấu cho đến 2 chấu. Rồi, đây là toàn bộ là dây nguồn nha, 1, 2, 3, 4, có 4 loại dây nguồn. Và ở đây mình sẽ có một cái dây cáp RCA cắm vào TV ha. Còn cái này là jack 3.5. Ok, đây là toàn bộ phụ kiện của Fender ha. Ngoài ra thì có sách hướng dẫn và một cái lớp học online free. Nếu như bạn nào mà chơi guitar hoặc là bass hoặc là ukulele thì mình có thể đăng ký một cái khóa học của Fender ở đây. Ok. Ok, và đây là một chính đây, khá nặng nha các bạn, rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Cái gói hút ẩm. Rồi, và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay ha. Thì ngoại hình của Fender thực sự là rất là đẹp bạn. Màu vàng cực kỳ nổi tiếng mà mình hay gọi là màu vàng chùa đó, màu vàng đất đó. Phía trên đây là e-căng thì là bằng, mình nghĩ là vải pha với nhựa. Rất là đẹp. Đang cực kỳ đẹp. Cực kỳ về cái độ hoàn thiện là cực kỳ chi tiết và cực kỳ bắt mắt ha. Ở trên đây là cái logo Fender rất là nổi bật. Mình sẽ có một cái tay sách. Thì tay sách này mình nghĩ đó là nó mang cái tính chất trang trí nhiều hơn là tính thực dụng. Tại vì cái vốn dĩ là cái loa này loa để bàn chứ không phải là loa pin để có thể xách đi được. Nên là cái tay cầm này mang chất trang trí ha. Cầm rất là vừa tay, rất là chắc chắn. Cái phía sau này á là cái này là mình cảm giác nó bằng kim loại nè, sáng đẹp. Và những cái nút, những cái phím vặn cực kỳ cổ điển. Cái này mình có cảm giác nó giống như là một cái guitar pick á, là cái miếng mà gãy đàn á. Bạn có cảm giác thấy, không biết là bạn có cảm giác giống mình không? Cảm giác xoay núm rất là nhẹ nhàng, rất là chắc. Ok, bây giờ thì mình sẽ cắm điện vào để xem là hoạt động như thế nào nha. Chào các bạn ha.
Tại vì đây là cái mẫu Fender được phân phối chính hãng tại Việt Nam, nói chung là dành cho thị trường châu Á. Cho nên là mình thấy trong một số video thì hầu hết là cái giắc cắm là nó chỉ có đầu ba chấu thôi. Nhưng mà trong cái phiên bản này khi mình khui ra thì mình thấy là nó có cả đầu hai chấu. Cho nên là anh em không cần phải mua thêm một cái đầu chuyển đổi từ ba chấu sang hai chấu ha, như là một số cái phiên bản khác. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm thử và mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách hoạt động cũng như là mình mở lên như thế nào nhé. Rồi, ok ha. Đầu tiên là mình mở cái nút nguồn. Đó. Khi mà mở nút nguồn lên á, đó, bạn sẽ nghe một cái âm thanh rất là đặc trưng khi mà mở Fender. Cái nút nguồn này á, mình thấy khi mà mở lên nó gợi nhớ cho mình những cái cảm xúc về những cái việc bật những cái amply mà đời rất là cũ, mà cụ thể á, là nó y như là cái nút nguồn của cái Marshall Wubin 1 vậy, cực kỳ cổ điển. Đây là cái nút báo nguồn ha, nó làm bằng nhựa và được vá cạnh khá là đẹp. Khi mình mở lên thì mình sẽ thấy ok ha. Rồi bên đây á là ba cái chế độ kết nối, là mình có thể kết nối bằng Bluetooth mini. Mini tức là cái cổng mà 3.5 nè mọi người. Còn cái RCA, như các bạn thấy là RCA là cái đầu này ha, hai đầu này dùng để kết nối TV hoặc là một số cái thiết bị chuyên dụng khác. Ngoài ra bên cạnh đó thì có một cái điểm rất là đáng lưu ý là cái nút shape này. Thì tại sao mà nó lại có cái nút shape này? Nút shape này á, vì cái Fender là một cái loa thùng kín nên á, khi mà bạn gạt shape qua á, thì cái bass, cái bass á, nó sẽ giảm xuống một chút, và khi mình gạt qua như vậy á, thì cái bass nó sẽ tăng lên. Nó phụ thuộc vô cái gu nghe của mỗi người. Bình thường á, thì mình sẽ trong phòng thì mình sẽ để off thôi để mà cái âm thanh nghe nó nhẹ nhàng vừa phải. Đây, khi mà cái đèn Bluetooth mà nó chớp như vậy á, đó thì các bạn để ý ha, nó có một cái nút này là cái nút mình sẽ chọn cái đầu vào, thì mình có thể vô bằng Bluetooth hoặc là mini là cái 3.5 RCA là cổng dưới như mình nói ha. Thì khi mà các bạn để vô Bluetooth thì sau đó là các bạn sẽ ấn thêm một cái nút B đó, các bạn nghe thấy không? Khi mà nghe cái âm thanh đó thì tức là cái loa Fender đã sẵn sàng kết nối đó. Thì các bạn sẽ vào phần Bluetooth ha, và phần Bluetooth thì các bạn sẽ thấy ở phía dưới này là Fender Monterey, thì mình kết nối vào đó. Mỗi khi kết nối hoặc là pair thì đều có những cái tiếng kết nối rất là đặc trưng. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử một số bài nhạc cho các bạn nghe nhé. Đầu tiên là mình sẽ nghe nhạc ballad trước đi ha. À đây, volume. Các bạn lưu ý là tại vì đây là loa ở đây là nó có cái phím điều chỉnh volume kỹ thuật, volume kiểu analog, cho nên nó là các bạn nó sẽ không có đồng bộ với cái âm lượng của điện thoại nha. Cái điện thoại là mình phải để lớn lên đó, như hồi nãy là mình cũng bị lộn đó. Cái điện thoại là phải để lớn lên một xíu rồi sau đó là mình sẽ vào tiếp tục cái nút volume này thì mình sẽ nghe ha. Xa xít nỗi yêu phiền khi phải chờ.
Như các bạn vừa nghe ba bản mình mở cho các bạn thì là một bản là pop ballad của Mỹ Tâm ha, một bản là guitar, còn một bản là nhạc EDM sôi động. Thì theo cá nhân mình đánh giá thì đây là một cái mẫu loa 120W với hai củ sub và hai củ Twist. Thì cái đặc trưng của nó là cái đây là một cái thùng loa kín, cho nên là mình cảm thấy là cái giọng vocal nó rất là nổi khối. Và thực sự con loa này rất là mạnh về giải trung và giải trung cao, giải cao, giọng vocal cực kỳ là nét và nghe rất là rõ. Tiếng nhạc cụ, tiếng guitar như các bạn thấy là tiếng đập thùng hay là những cái tiếng mà khi mà đánh mà nó xước vô cái dây nghe rất là chắc và rất là hay. Tuy nhiên đối với cái dòng nhạc EDM thì mình cảm thấy đây không phải là một cái sự lựa chọn tốt lắm, tại vì cái tiếng bass, tiếng bass á, thì mình có cảm giác như là nó xuống rồi nó sẽ nó xuống rồi nó ngưng, nó chặt lại, nó rất là thanh, nó rất là kiểu nó rất là thanh thoát nhẹ nhàng. Thì nó khi mà các bạn nếu mà nghe nhạc EDM mà thích bass nhiều thì có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy hơi bị thiếu một chút, vì nó đánh khá là chắc và cái độ ngưng của nó có một cái độ ngưng nhất định làm cho mình cảm giác là mình không có feel được cái tiếng bass nhiều lắm. Tuy nhiên thì loa rất là mạnh về cái giải vocal, giọng người và giải trung cao, tiếng nhạc cụ, tiếng piano nghe rất là chắc ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cũng như là cái bài review của Dynam Sky Music về loa Monterey Twist này. Thì cảm giác của các bạn cũng như là những cái comment của các bạn khi mà nghe cái test âm đó như thế nào thì các bạn có thể để lại comment để cho mình biết. Cảm ơn các bạn.